Chuyện lạ về người hít một hơi có thể nín thở được 24 phút. Người đàn ông 54 tuổi ở Croatia mới đây đã lập một kỷ lục đáng kinh ngạc. Ông có thể hít một hơi và nín thở dưới nước lâu đến hơn 24 phút. Đây được ghi nhận là kỷ lục thế giới mới. Ông Budimir Busha Shobak, 54 tuổi, đã lặn xuống nước và nhịn thở được 24 phút 33 giây. Khoảng thời gian nhịn thở này đã thực sự đẩy cơ thể của ông Budimir đến ngưỡng chịu đựng cực hạn, theo ODT Central. Kỷ lục thế giới mới này được thực hiện tại một hồ bơi ở thị trấn Sisak, Croatia. Rất nhiều phóng viên, bác sĩ và những người ủng hộ đã đến bể bơi để chứng kiến màn phá kỷ lục của ông Budimir. Trước khi lặn, ông Budimir phải chuẩn bị cho khi lưỡng, ông dành vài phút để thở bằng oxy nguyên chất. Cách này sẽ giúp tăng tối đa nồng độ oxy trong cơ thể. Sau đó, ông hít một hơi thật sâu và lặn xuống hồ. Nhưng thở 24 phút 33 giây nghe có vẻ là điều không tưởng, thế nhưng đó là kết quả của sự chuẩn bị và quá trình rèn luyện suốt nhiều năm. Quá trình tập lặn giúp tốc độ bơm máu chứa oxy đến các cơ quan quan trọng cơ thể của ông Budimir trở nên chậm hơn, cách này cho phép giữ lại oxy trong cơ thể lâu hơn. Mặc dù đã được tập luyện và hít oxy tinh khiết trước khi xuống hồ, nhưng lặn quá lâu vẫn mang lại một số nguy cơ đối với cơ thể, đặc biệt là khi não bị thiếu oxy. Nỗ lực phát kỷ lục này của ông Budimir là để gây quỹ cho cộng đồng. Số tiền quyên góp được dùng để hỗ trợ trẻ em ở thị trấn si sắc. Khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề sau trận đầu đất mạnh mẽ làm rung chuyển Croatia vào tháng 12 năm 2020. Trước đây, ông Budimir rất đam mê môn thể hình, sau đó ông đã chuyển sang môn lặn tính tức người lặn sẽ lặn xuống nước, cố giữ hơi lâu nhất mà không phải bơi. Ông Budimir đã trở thành một trong 10 người lặn tính hàng đầu thế giới, theo Odidia Chandra.